Đừng để mình phải hối tiếc khi quên mất 8 chữ người xưa dạy sau đây. Sống trên đời nhất định phải có tu dưỡng. Đừng buông lỏng bản thân, giống như là nước chảy bèo trôi, phó mặc cho hoàn cảnh, để rồi phải hối tiếc. Hãy ghi nhớ 8 từ dưới đây và hành theo. Khi ấy, bạn đã là người có tu dưỡng rồi. 1. Nhẫn nại, nhẫn nhịn. Nhẫn có thể dưỡng phúc. Đời người ai cũng sẽ gặp phải những sự tình không thuận lợi, không hài lòng. Khi ấy con người nhất định cần phải nhẫn. Bởi vì từ xưa đến nay, người làm được việc lớn, tất thảy phải là người có đại khí. Người có đại khí, tất có đại nhẫn. Nhẫn không phải là trốn tránh, chạy trốn, mà là một loại tích lũy của năng lượng. Người có nhẫn sẽ thường không phạm sai lầm do nhất thời gây ra. 2. Thiện, lương thiện. Thiện có thể sinh ra đức. Thông minh là một loại thiên phú, còn lương thiện là một loại lựa chọn. Lương thiện là loại đạo đức tốt đẹp nhất của con người trên thế gian. Lương thiện có lẽ sẽ không thể khiến con người đạt được mọi thứ mà bản thân mong muốn, nhưng sẽ giúp bạn luôn có nội tâm an định. 3. Hỷ, vui mừng. Hỷ có thể dưỡng nhan. Nhan là nhan sắc, vẻ mặt, nét mặt. Tâm thái vui vẻ, khoái hoạt là bí quyết trường thọ của con người. Phương pháp tốt nhất để bảo trì sự thanh xuân trẻ trung của con người chính là luôn giữ cho mình một nội tâm vui vẻ, thoải mái. Con người không phải là vì già mà dừng lại sự vui đùa, mà là vì sự vui đùa mà không già. Mỉm cười là một cách tạo nên vẻ đẹp nhất của con người, là cách đơn giản và nhanh nhất để kết nối mọi người với nhau. 4. Từ, từ bi hiền hậu. Từ có thể dưỡng tâm. Vì sao sau tuổi trung niên, có người có khuôn mặt hiền lành phúc hậu, có người lại có khuôn mặt hung dữ, tràn đầy oán khí? Đó là bởi vì họ luôn từ bi, bảo trì một trái tim hòa ái đối với tất cả mọi người thế gian. Bởi vì tướng do tâm sinh, tướng tùy tâm mà thay đổi. Cho nên khi tâm đẹp thì tướng mạo cũng sẽ đẹp. 5. Ái, yêu thương. Ái có thể dưỡng hành. Người mà trong lòng tràn đầy tình yêu thương thì nhất cử nhất động của người ấy cũng tràn ngập tình yêu thương. Một người mà trong lòng luôn so đo tính toán thì cho dù ở thời điểm nào cũng thường bị khó dễ đi cùng. 6. Thành, chân thành, thành thật. Thành có thể dưỡng tính. Chân thành là nguyên tắc quan trọng nhất trong kết giao. Chúng ta ai ai cũng mong muốn có được người khác đối xử chân thành với mình. Vì vậy, hãy đối xử chân thành với người khác trước. Bạn sẽ nhận được điều tương tự. Một người thành thật trong sáng thì khí chất cũng là đoan trang, đẹp đẽ. Ánh mắt của họ đều tỏa ra ánh sáng. 7. Cần, cần mẫn, chăm chỉ. Cần có thể phát tài. Người xưa có câu: ông trời sẽ đền bù cho người cần cù, là có ý nói rằng một người siêng năng cần cù sẽ được ông trời giúp bù đắp cho. Có người sau khi kiếm được tiền thì gần như là tiêu cũng hết, nhưng có người vẫn duy trì được khả năng tài chính của mình. Đó là vì cần có thể phát tài, kiệm có thể lưu tài. 8. Khoan, khoan dung độ lượng. Khoan dung có thể tụ khí. Một người hiểu được khoan dung thì lòng dạ cũng nhất định rộng lớn.
Những người này luôn không so sánh, tính toán, chi li, cũng sẽ không vì chiếm được chút lợi ích nhỏ mà vui mừng khôn xiết. Một người luôn tính toán, chi li thì nhất định sẽ sống rất mệt mỏi. Đôi khi lùi một bước lại chính là tiến lên một bước. Lùi một bước biển rộng trời cao, nhường nhịn một bước sẽ có rất nhiều bạn bè.